Ok, giờ mình sẽ ra thực hành làm hai cái vòng tròn chéo nhau ha, giống hình mẫu này. Rồi mình chọn cái new vector ha, layer mới. Rồi ok, mình sẽ vẽ một cái hình màu đỏ trước, rồi sau đó mình vẽ cái hình xanh sau cho nó giống hình. Hình này là ok, chọn cái hình tròn ha. Rồi auto fill auto chót luôn ha, fill là màu đỏ, chót màu đen, độ rộng là 2. Rồi nhấn shift kéo hình đỏ trước, rồi di chuyển nó lên chút đi, giờ cho nó dễ nhìn. Rồi cần chân C cần chân V nha, trên cùng layer là 2 luôn, cần chân C cần chân V. Rồi dùng công cụ keo kéo lên, rồi đó cho nó có cái vòng, mục đích mình lấy cái vòng tròn ở trong này thôi. Rồi ok, mình sẽ lấy như sau, xóa bỏ hết những cái trong này đi, lấy ở ngoài thôi, khi mình xóa là nó xóa hết luôn à. Mình sẽ sơn lại cái màu màu đỏ khác, dùng công cụ xóa này ha, delete set, xóa xóa luôn. Rồi sơn lại nha, dùng cái thùng sơn, rồi sơn cả fill và chót là bâu ha. Rồi độ rộng 2, nhấp vào đây, nhấp vào chính giữa này nè. Rồi ok, nhấp vô cái, rồi đó giống rồi đó, vừa có chót nè mà vừa có fill nè, đó chính giữa là không có màu. Rồi chọn luôn ha, chọn lại, rồi để sơn cái màu xanh cũng mà cần chân C cần chân V luôn ha, cần chân C cần chân V. Rồi kéo ra chút để có chỗ sơn, kéo đây chọn màu xanh ha, chọn thùng sơn cho màu xanh, màu xanh gần giống hơn chút ha, như này đi. Rồi nhấp chính giữa, rồi sơn ra đó, rồi kéo ngược lại. Rồi nhấp ngoài cái nó gần giống chưa, rồi gần giống rồi ha, chỗ này giống rồi, khúc này giống rồi nè, khúc này chưa giống nè, rồi khúc này chưa giống mình làm sao, khúc này là cái đỏ nó đè lên cái xanh nè. Giờ mình chọn cái dòng đỏ ha, cần trên C đảo cái layer mới đi, new vector ha, layer 3. Rồi nhấp bên chọn chọn chuột ở đây cái cần chuột V đã đè lên luôn. Rồi đó nó đè lên ha, khúc này giống nè, chỉ khúc này chưa giống. Giờ cắt khúc này bỏ là ok, cắt nửa vòng tròn này bỏ đi. Giờ cắt như sau, chọn ngay công cụ nối điểm nè, rồi nối từ đây qua đây, nối nó cắt, rồi nối đây, nối từ đây qua đây, cắt, rồi ok. Bây giờ mình xóa cái dòng này bỏ đi, mình chỉ cần lấy cái dòng này thôi, dòng dưới này thôi. Mình sẽ làm như sau, dùng công cụ xóa luôn ha, xóa, rồi sau khi mà xóa nó xóa hết luôn à. Rồi tắt layer 2 dưới đây để mình coi lại cái layer 3 thôi. À, khi mà xóa nó xóa hết rồi, thấy chưa? Rồi giờ mình sơn lại, mình sơn cái màu dưới này thôi, ở trên màu dưới là màu đỏ nè, dùng thuật sơn ha. À, dùng cái màu đỏ, rồi cũng độ rộng y chang vậy luôn, nhấp vô đây thôi. Rồi ok, nhưng mà mình dưới hai cái chỗ này là nó có cái khứa nè, cái khứa nè mình bật lên nè, khi bật lên đầy đủ nha. Rồi thành công 90% rồi đó, cái này giống rồi nè, cái này giống luôn, nhưng mà cái chỗ này là dính cái chót nè. Thành cho anh G thử nha, đó cơ bản giống rồi đó. Bây giờ mình xóa hai cái này nữa xong, nhà xóa như sau, mình chọn layer 3 luôn ha. Rồi dùng cái công cụ nè 2S nè, nhấp vô nó S, rồi tắt rồi đó, nhấp đây S, rồi ok.
gender thì đúng nha, càng trên r rồi, ok đúng rồi đó nè, nằm lên đây nè rồi, ok đúng ý không Khoa? Làm gì được không? À, chưa có tài liệu nhưng mà theo kinh nghiệm làm vậy thôi nha. Bye bye, chúc sức khỏe.